Thưa quý vị, đêm qua rạng sáng nay tức ngày 8 tháng Giêng, dòng người các nơi tấp nập kéo về chợ Viền Nam Định để mua mai bán rủi. Đây là phiên chợ xuân chỉ họp duy nhất một lần trong năm, mang đậm nét văn hóa nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ. Năm nay khi mà dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, mọi hoạt động được trở lại bình thường nên là phiên chợ này đã thu hút hàng chục nghìn người từ khắp nơi đổ về đây, họ tự sắm cho mình những món đồ phù hợp để mang về nhà với mong muốn là năm mới được bình an và may mắn. Ngay từ đầu giờ chiều ngày 28 tháng 1, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về chợ Viềng tại xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định. So với mọi năm trước, năm nay lượng du khách về du xuân tại phiên chợ này đông hơn khi dịch bệnh được khống chế. Công tác phân luồng giao thông đã được lực lượng chức năng triển khai nhằm đảm bảo lưu thông, tránh ùn tắc và an toàn. Là thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của giám đốc của tỉnh, thì lực lượng cảnh giao thông trong toàn tỉnh đấy đã có cái phương án để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là phân luồng giao thông tại lễ hội chợ Viềng xuân năm 2023. Thì về lực lượng thì chúng tôi đã huy động là 146 cán bộ chiến sĩ là của lực lượng cảnh giao thông để tham gia cái phương án này. Chúng tôi bố trí tại các điểm chốt ở trên tuyến quốc lộ 10, quốc lộ 37, quốc lộ 38 và những cái đường dẫn vào khu vực trung tâm lễ hội. Một chậu cây để sinh tài sinh lộc, một cái đơm để đơm đầy may mắn. Đó là những mặt hàng được nhiều người lựa chọn khi về chợ Viềng. Tại phiên chợ này, người bán không nói thách cao và người mua cũng không mặc cả. Tất cả đều muốn mua may bán rủi cho năm mới được bình an, may mắn. Cây cối mang cái sự may mắn về cho gia đình ạ. Để mong muốn một năm gia đình mình có thể buôn bán, nhà em thì buôn bán thì sẽ buôn may bán đắt ạ. Đưa đến đây đủ các chủng loại cây, từ những cây nhiều tiền đến những cây ít tiền. Giá tiền thì nói chung là so với mọi năm thì năm nay lượng người đi mua nhiều hơn, đông hơn, nhưng mà lượng cây mang đi đến chợ cũng rất là nhiều. Các nhà vườn thì đều mang đến đây để bán lấy lộc đầu năm và người đi mua cũng lấy lộc đầu năm. Chợ Viềng năm có một phiên, cái nón em đợi cũng tiền anh mua. Câu ca dao này không chỉ gắn liền với người dân địa phương mà nay còn quen thuộc với hàng chục nghìn du khách thập phương. Du khách đến đây không chỉ lựa chọn cho mình những nông cụ, cây cối ưng ý, một phần quan trọng tại phiên chợ này là dâng lễ cầu may đầu năm tại phủ dây hay đền thờ. Tôi ngồi viết sớ ở đây khoảng 40 năm rồi, trước cầu đệ tứ đền Trình, và viết cho khách thập phương về đây cúng lễ đầu năm mới để họ đi lễ và trả theo công nguyện vọng của mình trong tâm linh. Bên cạnh ý nghĩa của phiên chợ, chợ Viềng còn mang sắc thái hội xuân, trở thành điểm giao lưu văn hóa cộng đồng, hội tụ tinh hoa sản vật và cũng là nơi đón chuyến xuất hành đầu xuân của bao du khách thập phương. Lễ hội khai ấn đền Trần Nam Định chính thức diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2023, tức là từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu năm Quý Mão, hàng vạn du khách đã đổ về khu di tích đền Trần, chùa Tháp Phổ Minh thuộc phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để du xuân và đi lễ cầu bình an. Sau 3 năm tạm dừng vì dịch COVID-19, lễ hội khai ấn đền Trần Nam Định sẽ được tổ chức trở lại trong dịp xuân Quý Mão 2023. Ai cũng mong muốn xin được lá ấn để tài lộc sung túc phát đạt trong cả năm. Theo kế hoạch, ngày 4 tháng 2, tức ngày 14 tháng Giêng, nghi lễ khai ấn sẽ được thực hiện. Sau đó, từ 5 giờ ngày 5 tháng 2, tức ngày 14 tháng Giêng, sẽ tổ chức phát ấn cho người dân và du khách thập phương. Liên quan đến các hoạt động sản xuất, thưa quý vị, sau những ngày vui xuân đón Tết Quý Mão 2023, các doanh nghiệp thủy lợi ở Hà Nội đã khẩn trương bắt tay và vận hành hệ thống trạm bơm, tập trung lấy nước phục vụ gieo cấy vụ xuân 2023. Theo thống kê từ 4 doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội, thì hàng trăm trạm bơm các loại đã được vận hành tối đa công suất từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Số lượng trạm bơm vận hành dự kiến tăng thêm trong những ngày tới khi các nhà máy thủy điện tăng cường phát điện bổ sung nguồn nước từ hồ chứa trong 11 tỉnh, thành phố, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Với sự chủ động tích cực của các doanh nghiệp thủy lợi, đến nay tổng diện tích có nước đã đạt khoảng 45% kế hoạch gieo cấy vụ xuân 2023 của Hà Nội. Huyện Ứng Hòa là địa phương có diện tích lấy nước đạt cao nhất với khoảng 85% tổng diện tích gieo cấy toàn vụ. Tiếp đến là các huyện Phú Xuyên 83%, Thường Tín 70%, Mỹ Đức 67%, Thanh Trì 63%. Mặc dù vậy, diện tích có nước tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội hiện nay còn rất thấp,
đơn cử như các huyện Gia Lâm 2,7%, Sóc Sơn 5,3%, Phúc Thọ 11%, Đông Anh 12,9%, Mê Linh 14,5%. Cá biệt có 4 quận chưa tiến hành lấy nước vụ xuân 2023, gồm Long Biên, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Dù tổng diện tích sản xuất lúa vụ xuân của 4 quận không lớn, tuy nhiên trong bối cảnh nguồn nước hệ thống sông ngày một suy giảm, nguy cơ thiếu nước là không thể chủ quan. Và cũng xin được chia sẻ là theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, một trong những nguyên nhân khiến tiến độ lấy nước của một số địa phương còn chậm là bởi tập quán canh tác muộn. Chính vì vậy, các địa phương cần phải tích cực tuyên truyền vận động bà con để nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ đông trên đất lúa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để tập trung lấy nước, làm đất đổ ải. Đợt 2 lấy nước sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 8 tháng 2 năm 2023, tổng cộng là 8 ngày. Đây cũng là đợt cuối xả nước cho vụ đông xuân năm nay. Như vậy là các địa phương chỉ còn vài ngày nữa để chuẩn bị những phương án lấy nước, phục vụ gieo cấy lúa đông xuân tiết kiệm, hiệu quả nhất. Trong đợt lấy nước lần này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tăng cường vận hành phát điện tối đa công suất các tổ máy trước khoảng 2 đến 3 ngày. Dòng chảy được duy trì ở mức cao, mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,8 đến 1,9 m tại trạm thủy văn Hà Nội, nên các công trình thủy lợi sẽ có điều kiện thuận lợi để lấy nước. Các địa phương cần vận hành tối đa các công trình thủy lợi để hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy, tăng cường tích trữ tối đa cho hệ thống kênh mương, đầm ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng. Người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước ở trên ruộng, tổ chức tăng cường gia cố bờ vùng bờ thừa, bảo đảm chống thất thoát cho các diện tích đã được cấp đủ nước. Đến thời điểm hiện tại, diện tích có nước toàn vùng là 301.000 ha trên 498.000 ha, đạt 60,4% diện tích gieo cấy kế hoạch, tức là tăng 36% so với tổng kết đợt 1. Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng nêu rõ việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai minh bạch, không để xảy ra lợi dụng trục lợi trong quá trình thực hiện. Mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động được nhận hỗ trợ một lần bằng tiền. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định hỗ trợ từ 1 tới 3 triệu đồng đối với người lao động bị giảm giờ làm, bị hoãn thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Người được hỗ trợ phải có thu nhập một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn lương tối thiểu vùng. Mức hỗ trợ cao nhất là 3 triệu đồng một người dành cho đối tượng lao động là đoàn viên công đoàn bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với mỗi trường hợp, người lao động được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với nồng độ cồn không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cụ thể, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý gần 22.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 50,428 tỷ đồng, tạm giữ 639 ô tô, 9.910 ô tô, 50 phương tiện khác, tước 4.950 giấy phép lái xe các loại. Trong đó phát hiện xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm 35,1% tổng số vi phạm giao thông. So với thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, xử phạt tăng 6.620 trường hợp, tức là tăng 598%. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thêm một đợt không khí lạnh nữa đang tiếp tục tràn xuống khu vực miền Bắc và miền Trung, gây ra tình trạng rét đậm rét hại trên cả nước. Trong khi miền Bắc nhiệt độ giảm sâu về đêm và có nắng ấm ban ngày, thì tại miền Trung mưa lớn tiếp tục duy trì tại nhiều khu vực. Mưa lớn những ngày qua đã khiến cho hàng ngàn hecta lúa đông xuân trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị ngập úng. Hiện các địa phương đang khẩn trương quy động tối đa nguồn nhân lực vật lực để tiêu úng cứu lúa, bảo vệ ruộng đồng.